chào tất cả mọi người đã quay trở lại với không cạn được hết mọi người ạ. Mày cởi áo ra rốt lắm. Cởi áo ra. Bây giờ nhá. Đi dọc. Làm cho mày đi dọc từ dưới này lên. Đấy, lên lên. Thế thế nôm đâu anh? Đây, nôm đây. Đây, uầy. Uầy, sao thế? Nó bảo mày cởi ra nó không nghe. Ui. Không đi được. Nôm đây. Ngập đến bụng luôn. Ui. Rất là lắm bùn mọi người. Bây giờ mày từ từ, tao với mày đi hẳn xuống dưới này. Chua. Không, đi hết một lượt thì thôi. Lấy 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 cái kia đấy. Cái lông bàn đấy. Nói chung là bây giờ nó sụp hết xuống bùn phải mò mọi người ạ. Ui, ai dạ. Sâu lắm. Ở dưới này có một con to lắm. Sâu kinh luôn. Đúng rồi, rạch 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 rạch. Làm nào bắt được tép cái gì nhỉ? Rồi bắt đầu đi lại. Ui, đây, chạy. Ui, anh ơi. Ui, 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 tránh tránh. Ui, tránh ra. Bắt đầu đấy. Cá bộ, anh cái chơi đấy. Chị. Nó phốc cái đoạn này ra này. Anh em mình đi đều à, nó động là nó. Rồi hết cá lên trên. Quá nguy hiểm này. Từ từ đi từ thôi, mày phải đợi tao đấy chứ. Anh ơi, chỗ đồng, trong khe này. Mày đi thế thì lưu bóng ấy, đi đều nhau vào khoắng cái bùn này, cho tay xuống khoắng cái bùn nó lên, để cho nó sạch bùn. Trong khe nó có cơ. Tép vậy, nhiều tép thế. Chạy. Ui, nó lao cả vào chân thật. Đây đấy, tép. Đưa chậu đấy. Ui. Ui. Con tép này làm. Ui, chụp chịu lắm. Cái bắt chụp. Ui, nó nổi đầu ra kìa. Ui, trên kia cá to lên trên rồi. Từ từ. Đây. Ui giời.
Ồ, thế nó được thế nào nữa? Tao thì tao. Phẳng đây. Mày tránh ra tao phẳng. Ui, làm tụt tụt này. Con nó sắc cùn chết hết. Quay cho nó sắc cùn đi. Tí nữa sặc bùn giờ sẵn hết rồi mọi người ạ. Ui đây. Quay đây coi. Ít. Ui. Từ từ, tao làm một tổ rồi. Nhiều thế. Từ nhá. Đã làm phát này phải chục con. Đấy. Thấy chưa? Nhiều lắm. Nhiều. Đây. Tôm đấy. Chít. Ui, toàn cả sát rồi. Phẳng lên nó sắc bùn đấy. Đấy. Lấy cái kia mà hớt. Lấy cái. Nhưng mà em cũng đi được lại đấy. Lấy cái rổ mà hớt. À, phẳng người sắc bùn chết cha. Mạnh lên cho anh hớt nhé. Đây này, rồ. Ui, cái chai to này. Anh ơi, cái chai này. Vứt hết vào đấy. Từ từ nhìn thấy đàn nó ở đâu thì bảo nhá. Đừng đi nhanh cậu. Đây này, nó thời đây này. Tôm nó có chưa đủ. Cầm cái xa đi nhỉ, đi ra hẳn ra bữa ấy. Ui, ra luôn. May à mới. À, em chậu đây lắm. Ôi. Ui. Chạy chơi. Nhiều quá rồi. Tắt súc. Nó sắc bùn. Em cua cho anh. Phải cua để cho nó. Ê. Cả nó sắc bùn nữa. Thế bắt. Ấy, đây. Ừ. Cho đây. Tính cho tôm nó chảy ra được rồi. Cá nhiều rồi. Này, hả? Là sao này? Ừ, nó đang nổi hết lên. Nó cứ nhảy vào bờ ấy. Ừ. Nó cứ nhảy vào bờ. Ui. Ấy. Ui nhảy lên bờ. Ấy. Ăn cả sao này. Ấy. Ui. Cả sao cứ nhảy lên bờ ấy. Ui. Vớt này khá nhiều này mọi người. Ui. Ui em không đi được nữa, tụt đến cổ em rồi. Ừ để tao hớt cho. Mày không phải đấy đâu. Mày đi mò trong hốc xem được con cá chê có dỗ đồng không, tao hớt cá khác. Ui nhiều cá khác đấy. Ui. Này. Bùn. Ừ, từ tao đảo lại bây giờ đấy mà. Ui, nó ngược em. Ui, nó ngược nước. Ui, gai ạ. Ui, nhiều quá. Ui, nhảy lên bờ kìa. Nhưng mà em không đi được. Sâu quá. Này, đáng nhẽ ra phải có cái xa mọi người ạ. Đấy, chậu đấy, nhắm vào. Bắt tay được nhiều hết nhỉ. Nó nổi nó sẵn nhặt thế mọi người ạ. Cho nó nổi cái chai to này. Nhưng mà con cá chê. Không. Đây. Ở đây nhiều lắm nhưng mà nó cá chê nó khỏe hơn cá sáp. Nó đang sặc bùn. Nó vẫn còn giúp. Đấy. Đấy. Anh ơi, anh mò về cái hang ấy. Nó nhiều cá chê lắm. Đây, một con nữa này. Ui. Mày ăn nhiều mà. Ui, to đấy. Xem con chê đồng nó vàng như thế nào này. Cá bò. Nó vàng khè như cá bò nhá. Ui, sặc bùn nó rất là yếu rồi nhá. Cá sáp bây giờ bắt đầu nó. Cá sáp yếu lắm. Bây giờ bắt bây giờ về. Nó nổi đây lên rồi nhá. Nổi chưa? Kìa, chấm kìa. Đây. Một đống rồi. Ui, anh ơi. Như này sáng nay xem con tôm đen chì luôn.
đâu? Mày mua làm tôm lắm. Đấy, lấy sao mà hớt này? Tôm mà chắc chết. Đấy, lấy vợt mà hớt này. Này, tôm đẹp gì luôn á? Ôi, sẵn hớt rồi. Nhiều kinh. Ui, đây, à, nhìn nó nổi, nhìn nổi này. Sặc bùn, chết toi. Tôm mất tiền. Đây, nổi đây đấy này, sẵn tay mà lấy đâu. Ui đây đây, đây cho mình sang xem đây. Ở đây cho mọi người xem này. Đó. Cái của con cá trê nó sặc bùn nó rúc vào hàng đây nhá. Đây, giờ chỉ việc lôi nó ra thôi. Cẩn thận nó chạy đấy. Ui. Nó đang sặc bùn rồi. Nó ngậy nó ấy. Sặc bùn rồi. Đấy. À, mọi người thấy trê đồng nó thế nào? Đây, rửa sạch đã. Nó vàng ươm luôn nhá. Thấy chưa? Đây, cá đang sặc bùn này. À, một rổ rồi. Một chậu rồi. Nhiều lắm. Cứ đi khuấy cho nó sặc bùn đi. Ấy, này, ối. Ấy, cái xa đâu, cái vợt đâu ấy? Vợt á, chết chân rồi. Không, cái vợt tao vừa cầm xong mà. À đây đây đây, à đây này. À đây rồi. Có vợt sẵn hết. Cá nó sặc bùn đấy ạ. Ui trời ơi, ui trời ơi. Ui, nhiều ơi, nhiều ơi. Trên này nhiều. Mày à. Ui, sẵn. Ui, bà ơi, trên này nhiều này bà ơi. Nhiều lắm. Quả này đây đây. Ui. Vâng, con trâu to lắm, cái con trâu em. Cá rô phi nó lặn hết rồi bùn này. Đây, cho mọi người xem vớt này. Vớt này mới là vớt nhiều này. Đây, nó cái gì đấy? Anh ơi, nó ngậm nước này. Đây. Vớt này nhiều này. Khá khá. Đây là thành quả của anh em mình này. Tí nữa mình sẽ rửa sạch rồi cho mọi người xem. Ôi, dưới này còn rất nhiều nhá. Kinh điển luôn. Đấy, dưới này này. Ôi bà, kìa, bà úp đấy đấy, hớt một phát dọc đấy. Đấy đấy đấy. Chỗ đấy. Ôi kìa, ui không, đấy, thấy chỗ đấy. Đấy. Chỗ đấy. Đấy. Nói chung là còn rất là nhiều nhá, cá to, cá rô phi, cá sộp ở dưới này nhưng mà bùn nó hơi sâu. Hút chưa cạn, bà vẫn đang bắt được. Ui, rất là nhiều cá kìa. Ở trong cái mép kia nhiều lắm. Ừ, rất là nhiều. Nhưng mà thôi, anh em mình bắt thế thôi. Để nuôi lại. Hôm nào bắt tiếp. Bà cứ đi và đạp vào con rô phi to ấy thì bắt nó. Đi, anh em mình ra đếm thành quả này. Ui, chính ra anh em mình được nhiều phết anh ạ. Đây là thành quả của anh em mình nhá. Một con trê này. Hai con trê này, con bò ấy. Trê, cả trê. Đây là gì của cá bò. Suối to cá bò. Ba con này. Bốn. À, ui. Chết chưa? Đâu. Cầm phải cầm cá trê là phải biết được cầm thế này này. Biết chưa biết cầm nó dậy. Năm con. Sáu con. Bảy con. Đấy, cá trê rồi. Đấy. Cả sáp rồi. Giờ bắt đầu sáp to chưa? Nhặt cá sáp to này. Sứ to luôn nha, nó chết chặt luôn. Chết chặt luôn. Ui anh ơi. Trong này này. Ui chính như vậy. Rửa sạch ấy, trong mồm nó nhiều quá. Bùn nó đầy bùn. Tan bùn không? Đấy. Nói chung là các bà trên kia còn bắt được nhiều. Tí nữa anh em mình chỉ lấy cá trê để về làm một món cực ngon. Còn cá sáp anh em mình ăn nhiều rồi. Tí nữa chỉ lọc để cho các bà. Các bà vẫn đang hớt bên trên. Chắc là nhiều lắm đấy. Nhiều lắm. Cá sáp to này. To chưa? Kinh điển luôn. Đây. Đẹp này. Số. Chạy nữa này. Chạy bắt nhiều. Ui, con này bùn đấy. Đây bụng luôn. Đấy. Ui. Dạ. Kinh à. Tú lên trên này mà kinh này. Nhiều cái sao đó. Hôm nay có đầu bếp mới nha mọi người nha. Lâm Vòi Vòi. Anh em mình quyết định đem về nhà chế biến cho ngon. Tại vì bẩn quá thế nên là không ở đồng được. Đây. Nạc nhở. Không như kiểu cá chê cá chê nuôi. Nó chặt thịt lắm nhá mọi người nhá. Đây. Vàng khê này. Món gì đấy? Nấu canh măng chua, măng chê. Cá chê nấu măng chua. Nấu chua ngon rồi. Đây món này đây này. Cái gì đó?
À đây. Sáp rô đồng. Sáp chiên giòn. Ngon đấy. Ừ, thử con này. Mời mọi người nhá. Đấy, rau sắn dưới đây có này. Đấy. Chụp. Mà cá chê nấu rau sắn. Cô. Mình định là cá chê là mình sẽ úp nồi nướng ngoài đầu nhưng mà nói chung là mệt quá. Mò gọi là xong cái đống bùn đấy chắc gần chết. Về nhà luôn. Thôi, tí nữa cho mọi người xem thành quả của đầu bếp mới, không biết nó có ăn được không. Người mùi măng chua không chưa? Có con nào được không? Có luôn. Nói chung là hôm nay kiếm được đặc sản đồng mọi người. Đây là bữa cơm gia đình của anh em mình nhá. Chẳng mấy khi có khách. Mời khách cốc bia. Mời tất cả mọi người nhá. Tôi làm lo nước nó đầy đầy hẳn. Đây là lo nước này. Đây là con được trứng này. Đây là tí nữa cho mọi người xem món đặc sản của anh em mình. Còn đây là ngon đấy. Đặc sản của Sài Gòn chuyển ra Hà Nội. Này, còn cái món này này. Gì luôn. Ôi. Cá sáp rán ruồn nhá. Với tất cả mọi người nhá. Thôi, anh chủ nhà anh đi trước. Anh đi trước đi. 5 người nhá. Cả đi. Em chắc cái mới. Ngọt thơm chứ. Ôi giời. Ui. Đây. Em gọi anh rồi ăn tối à? Ui trời ơi. Anh chết con trứng kìa. Ui trời ơi. Mặt trứng này. Trời ơi. Mọi người thấy gì đấy không? Trời ơi. Nó cái mặn chưa kích thích đấy. Hôm nay là tao bảo bỏ cái rượu. Hôm nay ra đâu kiếm được hai món này nhá. Đây là cá chê này. Đấy. Cá sáp với cá rô đồng. Ngon á. À. Món chính đặt vào đây. Thôi đặt đây để anh canh món chính này. Ui. Trứng đây. Đây. Cho nước vào. Đây giúp mẹ tôm của em này. Ui. Ui à, nhiều thế nhỉ? Trứng này. Đây một xanh lè luôn rồi ạ. Trứng nó xanh lè luôn nhé. Ý. Trứng này chín rồi ông ơi. Này. À ca đây. Giá ca đây. Giá ca nhá. Ai. Ca. Đầu bếp ấy. Nấu trứng chưa chín này. Em lại bể cái cả. Chín rồi. Đây là chín rồi. Trứng nó to quá ấy. Ừ. 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 Này mà chín rồi. Dùng cho nồi này. Thôi được ăn tặng. Được. Chín á? Ăn được. Không, trứng chưa chín rồi, cá chín rồi. Nấu chả ra gì. Cá ngon. Nấu sau đừng có nấu nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Quảng cáo à. Quảng cáo à. Đầu bếp trong bộ đội 2 năm. Ấy. Đâu. Đầu bếp thì đầu bếp là nấu ăn cho lợn. Bộ đội cụ hồ đấy. Từ từ. Đồ lắm là cá đồng. Không, cái con vàng vàng nấu. Ngon đấy. Nấu cho em cuối. Không, con vàng vàng nấu ấy, con đấy chặt lắm. Đấy dồi ôi. Nấu lên nó thành màu đấy hết rồi. Kẹm á, cứ thích cái con nào mà nó già. Có đuôi đâu ấy, cái đuôi nó đâu hết nhỉ. Ừ, già ngon. Mày chặt đâu hết đuôi rồi lắm. Này, con rồi. Trời, cho anh xin miếng đuôi nào. Con cháu, con cháu xin một miếng. Đấy. Vậy cá mập nha mọi người nhá. Ăn rồi. Đấy, con này. Đối. Ngon. Con này. Con này cho một đi ăn. Con này cháu vừa giúp ở trong. Đây. Đây này. Đây, xong này cho đầu bếp miếng này. Bây giờ mọi người nhá. Cá chê đồng nó phải vàng kè này, ngon này. Còn cái con vấn đề là chắc là chuyên giúp ở những chỗ nó không được sạch cả lắm. Ăn như kiểu ăn vơi cá mập không mọi người ạ? Ăn vơi cá mập bao giờ nhưng mà như kiểu mặc dù mình chưa ăn bao giờ. Chưa lời trong câu nhỉ. Ngon quá. Cái vơi ngon lắm. Làm cá rất ngon. Nó không như kiểu cá nuôi nó ngấy mà cái vây này nó ăn nó có độ sật sật. Nó có con à thịt thơm đấy. Thơm. Mà nó còn mềm mềm nữa. À. Ăn nó ngon. Lính. Cá này ngon. Đây này. Không, để anh cắt cho một miếng. Đây đây, thật. Để bên này. Đây. Ngon cực. Không có mà ăn đâu, mà chợ cũng có đâu.
Chợ với đây là bao nhiêu một cân không? Nó một cẩu ấy. Người ta làm gì? Người ta làm gì bằng bằng cá cắn đồng? Ấy, người ta làm hôm nuôi thôi. Hôm nọ ra vẫn có ếch đồng. Ếch đồng á? Thì nuôi. Ếch nuôi. Đồng ở đâu? Đồng phải mưa. Mưa à? Mưa bão. Mưa bão. Mưa bão ngoài đồng mình thôi. Không. Ngoài đồng thì người ta bắt không bao giờ ta bán. Ông có người bán đấy. Vẫn bán nhưng mà nó hơi đắt thôi. Chỉ có anh em mình đi bắt về cho người ăn thôi. Gặp bộ dân. Ui, túc túc rồi ạ. Kể cả hiến cũng để ăn tất. Chả thế. Nhưng anh em mình đã bắt được con gì cầm nghĩ. Em mà lâu lắm chưa ăn ếch nhỉ. Mình trước đây bắt được thì cần thì phải mua. Có mua đâu, có mưa đâu mà ếch. Mưa không mưa. Còn hạn mưa hạn mới hạn. Chính ra hôm nay mà không hạn hán thì cũng không ra hút nước đấy để cày đâu. Lấy nước cày bừa tiện thể là bắt bắt cá tê với cá sáp. Đây. Đây là con cá sáp. Nói chung là nó như như kiểu con nó như kiểu con cá mương. Cá mương với con cá thiểu ấy, nhưng mà nó dòng nó bé hơn, ăn nó ngon hơn thịt ạ. Ngon. Cái này phải chấm mắm tỏi. Chán giòn đi chán. Không biết thưởng thức ẩm thực. Mắm tỏi. Đầu bếp. Đầu bếp không ngon nghe. Trời. Phát này cạn ly. Xuống ra bếp này hôm nào về. Cho cháu hấp một quả hấp cà mau. Thôi. Nói chung là đây là một bữa cơm trưa của anh em mình thôi. Nói vui thế thôi chứ thật ra là hôm nay khá là mệt, nắng nóng, bắt về cũng định là làm cái món cá chê úp nồi đấy. Nhưng mà thôi hẹn mọi người món đấy hôm khác thôi. Hôm nay có đầu bếp nấu món này cũng tạm tạm ăn được. Có cái khúc kia thì nó hơi sống tí thôi. Nhưng mà ngon, đặc sản đồng thì ngon lắm mọi người. Thôi, clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Tại vì thời lượng cũng khá là dài rồi. Xin chào tất cả mọi người nhé, nhớ đăng ký kênh nhé, like nhé, share nhé, comment nhé, chuông đăng ký bên cạnh nhé. Bye bye tất cả mọi người nhé. Trời quá vậy, ăn cơm ngon rồi. Thôi, một ăn hết cái này nhé. Đã bao nhiêu? Vừa mất bia. Tại ta không muốn đâu. Vừa mất bia để còn. Bây giờ tao vớt đá ra. Không để nguyên đá này. Không vớt đá ra để cho nó lạnh thôi. Không thì tao dùng cái này. Tao gạn gạn cái này. Không, uống không uống đâu. Hả? Vớt bỏ ra thì uống được. Mấy lon? Vớt ra uống được. Hai lọ, đó, ba, ba hay bốn lọ đấy. Đây, đúng rồi. Sao? Cá gì? Ba lọ. Ừ? Đây nhá, demo nó phát nhá. Tiếng bia rồi đó. Demo nào? Demo ăn nửa. Vừa phải đấy nhá, vừa phải thôi. Nói thế thôi. Dọc quá cái nhất. Bia là không ai đi mua đâu. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamao TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamao TV nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da cho mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên màn
để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamao TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.